tiếp theo à, chắc là chúng tôi sẽ giới thiệu một khúc đặc biệt thứ hai trong ngày hôm nay sẽ là một khúc tiếng Việt. Anh chào mọi người, buổi trình diễn của RC không lâu lắm sẽ là một sáng tác của anh Bắc DJ. DJ hả? Ok, khúc này là Trở Về. Thank you.
you.